Sáng ngày 17 tháng 10, Thành ủy tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày truyền thống các ban đảng, văn phòng cấp ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Đến dự có đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Thị Lý, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, trưởng các phòng, ban, ngành và các hội đoàn thể thành phố, lãnh đạo cấp ủy đảng, Hội Liên hiệp Phụ nữ 16 phường xã. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống các ban đảng, văn phòng cấp ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, kế thừa và phát huy truyền thống của các ban đảng. Trong những năm qua, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức các ban xây dựng đảng, văn phòng cấp ủy nói riêng và đội ngũ cán bộ công chức thành phố nói chung đã đoàn kết thống nhất, tích cực chủ động làm tốt chức năng tham mưu, tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, đạt kết quả quan trọng. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần xây dựng đảng bộ thành phố ngày càng trong sạch, vững mạnh. Dịp này, đồng chí Châu Thị Thanh Hà, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí Ban Đảng Thành ủy, Văn phòng Cấp ủy, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, trao 10 kỷ niệm chương, trong đó 1 kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy, 9 kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển của phụ nữ Việt Nam. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã ký kết liên tịch với Liên đoàn Yoga tỉnh Ninh Thuận và ra mắt câu lạc bộ yoga của Hội Phụ nữ thành phố.